chào các bạn, con chào cô và các bạn đến với là thuyết trình của con ạ. Này của con là máy tính Casio, con để tên là máy tính ở con trong này là con inbox tinh inter với cả operator. Thì máy tính con sẽ như thế này, có vài phép tính thì kiểu cộng trừ nhân chia thì nó sẽ cần operator, còn các phép tính kiểu vũ này thì không cần, mình chỉ cần nhấn thôi. Nhà con tính là 9 cộng 1 bằng 10, 10 nhân 3 bằng 30, 30 trừ 5 bằng 25, 25 chia 5 bằng 5. Nút các một này là nút các một, nút mũ 2. Nút này là ta sẽ lấy hai số hạng để mũ với nhau, là 2 mũ 4 thì sẽ bằng 16. Cái này là phần trăm, là tính tỷ số phần trăm của số này và số khác, là ví dụ như là 50% đến 100, không thì sẽ bằng thì số 50 sẽ tỷ số phần trăm của 50% sẽ là 50%. Số pi ở đây thì lúc mà nhấn ra thì nó sẽ là số 3,14, thì nó sẽ được dùng trong toán để tính hình sinh tròn. Cái này thì nó sẽ nhấn ra số 2,718, à 2,718. Số mũ 3 này thì có thể sụt xuống mũ 3 lên thì nó sẽ ra này. Còn số 1 phần x này thì con sẽ lấy một chia cho số mình nhập vào, nó ra này. Còn phần credit là nó sẽ cho thông tin về con, về người tạo. Đây là phần nút âm với cả nút số được phân. Âm 8 cộng 3 bằng 0,5, còn 8,5 cộng 8,5 cộng 1 sẽ bằng 9,5. Con bài thuyết trình con đến đây hết ạ. Rồi, cô cảm ơn Tuấn Dũng. Cô mời các bạn nhận xét bài cho bạn nhé. Cô mời anh Ngọc nào. Cô bài bạn rất là đẹp mắt, rất là nhiều chức năng, bài thuyết trình rất là đầy đủ. Rồi, cô cảm ơn Ngọc. Tiếp theo nữa là cô mời bạn khác nào, bạn khác nhận xét bài cho bạn cô nào. Cô mời Tiến Dũng à. Tiến Dũng. Dạ. Ừ, nhận xét bài cho bạn được không? Ngon đó cô, con thấy bài bạn cũng bằng, con cũng đồng ý cách đáp án của các bạn. Vậy cho con xin hỏi là tại sao lại các nút ở hai bên ngoài lại để khác màu bên trong mà lại không để cùng màu? Hướng dẫn Thì giải thích cho bạn. các nút số thì nó sẽ cùng một màu, nút bằng thì nó cùng một, thì nó chỉ có một màu duy nhất thôi. Các nút chính này thì tôi đổi màu, còn các nút và các nút bổ sung thì tôi đổi màu khác. Do bạn muốn quy ước thôi bạn ạ. Bạn muốn quy ước để nổi bật từng cái vùng riêng ấy. Mình nhìn. Cô mời tiếp bạn tiếp theo nhận xét bài bạn cô mời Bách nào. Con thưa cô là bài làm của bác cẩn thận có cái phong hài thuyết trình tốt với cả cốt sáng tạo hình chữ năng ạ. Cô cảm ơn. Cái nút credit của Tuấn Dũng là cái gì nhỉ? Cô chưa chưa rõ chỗ đấy. Nghĩa là cái nút đấy là nó sẽ cho con nói cho người dùng Nó gọi mừng là cái là nút nó sẽ nút đánh giới bản thiệu, quyền, cái nút giới thiệu thế thì mình đặt tên nó là about, thường thì người ta giới thiệu các sản phẩm người ta thường dùng cái từ about. Rồi cảm ơn phần trình bày của Tuấn Dũng cũng như là các bạn đã nhận xét bài cho bạn. Các bạn nhìn thấy sản phẩm của bạn thì các bạn thấy là bạn ấy rất sáng tạo, đã bổ sung được rất nhiều các nút chức năng. Sản phẩm này cô rất là ưng ý này. Về phần giao diện thì các bạn cũng nhìn thấy là bạn thiết kế khá là đẹp mắt. Màu sắc thì dùng cũng nhã nhặn dễ nhìn, không bị chói bị lóa. Bạn cũng phân vùng từng cái nhóm chức năng, như từng nhóm nút chức năng bạn sẽ phân bổ các cái màu sắc
khác nhau để khi mà chúng ta làm việc ấy, thì mình sẽ dễ dàng để mình dê chuột và mình bấm ở trên cái vùng đấy. Đấy. Tuy nhiên thì cô góp ý ở cái nút pi ấy. Khi mà mình đã tạo nút pi rồi từ lúc thì con phải lấy được cái số chính xác cái số pi đấy, chứ mình không lấy làm tròn 3,14, nó còn một cái dãy số rất dài đằng sau. Nếu mà mình muốn Thế là máy con tính bảo là trong trong toán mà con học thì nó chỉ đến đến 3,4 thôi thì nó cũng tính ngắn ha. Con chưa thế tính nhưng cho mà là ý bao. là mình đã lập trình ý, thì mình phải lấy cái số chuẩn của nó một số dãy số rất dài, thì khi đó thì mới tính toán được chuẩn, hiểu không? Thế còn nếu mà mình làm tròn như thế thì mình có thể tự gõ 3,14 vào đấy. Cú Minh Dũng đã cóp cho đấy, cóp luôn cái dãy số này vào nhé. Khi mình ấn dấu bi cho nó hiện cả cái dãy này vào thì nó sẽ chính xác hơn. Còn nữa, nó không còn nữa. Có bạn nào nhận xét thêm cho bài của Dũng không? Thôi một dãy như thế cũng được, tức là mình có khoảng khoảng 10 số thập phân đằng sau là được. Rồi. Còn hơn ok. Còn về các chức năng thì các bạn thấy là bạn đã áp dụng rất tốt các cái nút chức năng. Show lại cho cô cái màn hình đấy. Đây, bạn thấy này. Ví dụ như là tính ví dụ cô hướng dẫn tính bình phương rồi thì bạn áp dụng là tính mũ 3. Rồi thì mũ x bất kỳ, tức là a mũ b bất kỳ đấy, ví dụ 6 mũ bao nhiêu đấy cũng được. Rồi thì 10 mũ. Đấy, rồi bạn bổ sung cái nút tính căn bậc 2 rồi này. Xử lý được số âm, số dương, số thập phân, tính được nghịch đảo của một số. Rồi tính phần trăm. Đấy, các bạn thấy là còn cái nút E kia nữa là cái gì ấy nhỉ? Nút E. Dưới lại thì E nó bằng 2,78 con chỉ ghi chứ. Rồi. Đấy thì các bạn thấy là bạn bổ sung được rất nhiều nút chức năng. Mặc dù ví dụ như là cái nút nút mũ 2, mũ 3 hay mũ x thì thực ra ba cái nút này hay là 10 mũ x thì nó cũng là một thôi. Cách code thì nó như nhau. Đấy, nhưng mà khi mà mình áp dụng được bạn thấy là gì? Mình đã bạn đã hiểu rồi, bạn bóc tách ra để làm sao bạn lấp đầy cái giao diện thôi. Rồi cảm ơn phần trình bày của Tuấn Dũng. Bạn nói rất là to rõ, giới thiệu các chức năng sản phẩm thì rất là tốt, không có bị lỗi gì cả. Rồi chúc mừng Tuấn Dũng đã hoàn thành sản phẩm báo cáo hôm nay. Cảm ơn cô.